Kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách làm da ua, một món ăn giúp cho tiêu hóa tốt ha, đẹp da nữa, và một món ăn của gia đình, già trẻ lớn bé gì đều thích cả. Hôm nay em sẽ chia sẻ hết tất cả những cái công thức mà em biết về món da ua ăn cực kỳ tốt. Mấy bữa nay trời nắng như thế này mà mình ăn một hũ sữa chua như thế này là tuyệt vời luôn. Sữa chua của em làm thì nó sẽ rất là dẻo và nó sẽ rất là mịn luôn á. Đây là thành phẩm của em ha. Nếu mà các anh chị và các bạn thấy thích và hợp món này thì hãy bắt tay vào làm chung với Kênh Bếp Của Vợ nhé. Rồi, đây tất cả các nguyên liệu em đã bày ra trước mắt rồi nè. Đầu tiên em sẽ sử dụng đó là hai gói sữa tươi không đường. Em sử dụng không đường nhé. Một lon sữa đặc. Một hũ sữa chua cái. Và mấy cái hũ thủy tinh này để mình bỏ vô mình cho nó ngon á. Tại bây giờ sữa em sẽ bỏ sữa vô. Da ua thì làm cực kỳ dễ luôn các anh chị và các bạn à. Không có khó, nhưng mà mình phải nắm được cái lượng sữa và sữa đặc cho nó đúng để cái da ua của mình nó sẽ dẻo và nó sẽ không có bị đá nha. Em sử dụng hai bịch sữa tươi không đường như thế này tương đương với 440ml sữa và một lon sữa đặc. Và các anh chị và các bạn cũng có thể bớt sữa đặc lại. Tại vì gia đình em thích ăn ngọt á, thích ăn sữa chua nhưng mà cái vị nó ngọt nhiều hơn cái độ chua. Nên là em sẽ cho nguyên một lon sữa đặc luôn. Nhưng nếu mà các anh chị và các bạn nào thích ăn mùi vị vừa phải, ngọt vừa, béo vừa, thì mình có thể cho cỡ khoảng hơn một nửa lon sữa đặc nhé. Và hai hũ sữa chua cái thì nó lên nó sẽ rất là chua vừa và ngọt vừa, béo vừa. Còn gia đình hôm nay em làm theo công thức của khẩu vị của gia đình em, nên là em sẽ cho như thế này, cho nguyên một lon sữa đặc luôn. Em cho sữa đặc vô nha, em sẽ khuấy đều tay luôn. Và em sẽ bỏ lên bếp em đun để cho cái sữa đặc nó sẽ tan ra. Và các anh chị đun thì tầm cỡ khoảng 50 độ là được nhé. Em chỉ cần đun cỡ khoảng 3 phút là em thấy cái sữa của mình nó đã ấm lên rồi. 2 tới 3 phút thì nó đã ấm lên rồi. Thì các anh chị ấm chừng cỡ khoảng, nó ấm cỡ khoảng 50 độ là mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình đã tắt bếp và cái sữa đặc của mình nó đã tan ra rồi. Thì bây giờ em sẽ cho hũ sữa chua cái vô. Hũ sữa chua này thì các anh chị sử dụng sữa chua không đường thì nó sẽ lên men rất là ngon. Còn có đường cũng được, nhưng mà anh chị sử dụng muốn ăn chua thì mình sử dụng cái sữa chua không đường nhé. Bây giờ em sẽ đánh tan nó ra nè, đánh đều nó ra. Rồi bây giờ nó đã tan hết ra rồi thì em sẽ múc vô cái hũ thủy tinh như thế này. Các anh chị kỹ thì cái tất cả các hũ thủy tinh này trước khi mình bỏ da ua vào thì mình sẽ trụng qua nước nóng nha, để cho nó sát trùng cái hũ. Quan trọng của món da ua này thì mình cho tỷ lệ sữa đặc và sữa tươi vừa phải, và mình phải biết cách làm cho nó lên men tự nhiên thì nó sẽ rất là ngon nhé. Có nhiều anh chị và các bạn đó cho nước, em thì không cho nước tại vì em ăn muốn đậm đặc á, em không cho nước. Các anh chị cho nước vô thì nó sẽ bị cho nước quá tay thì nó sẽ bị váng đá, nó không có dẻo nữa.
Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị một cái nồi để em tạo men nó lên cho lên men nha. Lên men thì rất là ngon. Em bỏ vô cái nồi hấp như thế này. Và mà sau này em sẽ chia sẻ cái cách lên men từ từ nha. Có nhiều cách tạo lên men lắm anh các anh chị và các bạn. Mình có cái nào thì mình có thể làm như vậy. Và ở dưới cái nồi hấp này em sẽ cho nước nóng vô luôn. Nước nóng để cho nó hấp hơi lên trên và nó sẽ tự tạo men. Đây là một cách ha. Và sau này em sẽ chia sẻ theo các anh chị và các bạn một cách nữa. Đó, bây giờ mình bỏ lên như thế này và mình đậy nắp kỹ để cho nó hấp hơi lên. Phải đậy nắp kỹ nha các anh chị và các bạn. Rồi, bây giờ sữa chua của em đã ủ được cỡ khoảng từ dao động từ 8 tới 10 tiếng thì sữa chua của mình lên men nó rất là ngon nha các anh chị. Đây là thành phẩm của mình. Và khi mà lên men thì em đã bỏ vô tủ lạnh nhá. Để ngăn mát tủ lạnh thì cái sữa chua của mình nó sẽ sệt lại như thế này. Rồi, bây giờ em sẽ ăn thử cho các anh chị và các bạn coi thử nha. Coi cái sữa chua của em làm nó có dẻo và ngon như em nói không nhé. Hay là chỉ đẹp về hình thức thôi. Không, các bạn yên tâm nha. Chắc chắn vừa đẹp về vẻ ngoài và độ ngon thì tuyệt vời luôn. Đó, các anh chị và các bạn thấy không? Em đổ ra mà nó cũng không có chảy nước ra đâu. Nó không có bị chảy ra ngoài. Tại vì nó là dẻo mà. Đó, nghiêng mà nó cũng rất là ngon. Sữa chua làm quá đơn giản phải không các anh chị và các bạn? Cực kỳ đơn giản luôn, không có khó. Quan trọng là mình canh lượng sữa vừa và theo khẩu vị gia đình của mình và mình tạo cho nó lên men được thì nó rất là ok. Nguyên liệu này thì nhà nhà có đều có và cũng rất là dễ tìm trong các tiệm tạp hóa. Rồi bây giờ em sẽ thưởng thức nhé. Đó, các anh chị thấy không, nó rất là dẻo luôn. Rất là ngon. Nhà em không thích ăn chua nhiều thì mình có thể giảm cái độ lên men của nó. Đó, rất là dẻo luôn. Rồi, hôm nay kênh Bếp của Vợ đã chia sẻ cho các anh chị và các bạn cái cách làm sữa chua tại nhà đơn giản. Hãy luôn ủng hộ cho kênh Bếp của Vợ nhé. Kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà.